Alo alo, Ngọc hả Ngọc? Ra đây, lẹ lên, nhanh lên. Có phi vụ này ngon lắm nè. Chị mới ha nhìn thấy 600 ngàn người ta rớt ngoài đường á. Em ra đây em lụm đi. Chị không dám lụm, tại mẹ chị nói là lụm tiền xui. Em ra đây em lụm đi, xong em đưa lại chị ha 100 ngàn thôi, hai chị em mình chia. Nhanh lên nha. Ôi trời. Ê chị, tiền nào sao chị không lụm? Không lụm tôi lụm nha. À, tôi đang đợi bạn tôi tới để lụm. Anh mà lụm á là phải chia tôi nha. Nhưng mà bạn chừng nào tới để tôi lụm đi. Nhưng mà anh lụm là tôi cho anh lụm là phải chia tôi chứ. Chia thì chia. Trời, đây. Tôi lấy ít nè, cho bà nhiều nè. Không, tôi không lấy tờ này đâu. Tờ này xui lắm, người ta nói lụm tiền xui lắm. Tôi lấy tờ tiền của anh nè. Lấy nhiều. Đưa tôi 100 ngàn được rồi. Ok. Có tiền không trời? 100 có 100. Cái trai ghê. Không hối hận về sau không nha. Hối hận. Bye bye nha. Bye bye trai đẹp. La la la, hôm nay tôi gặp được người tốt. Trời ơi. Trời ơi, gì vậy ba? Không sao. Ê, ăn không ngon nè. Họ không có vui vậy đâu á. Này, bình thường có gì đâu, vui mà. Nè. Vậy. Hôm nay mà không phải vui là tôi không thao nha. Vui vẻ anh ai, vui vẻ ông bà anh trai. Cháu ơi, muối gì? Lấy cho chai nước đá không lạnh đi. Nha. Ủa, 20. Nè, tiền. Thôi à. Thôi. Ê, nói nghe nè anh trai. Định vụ nít hả? Vậy. Trời, giờ 2024 xài tiền giả ba. Giả rồi. Tiền giả đó, đưa tờ nghe coi. Lớn đầu. Rồi xong luôn. Gì nữa? Đưa cho nước đây coi. Đưa cho nước đây. Về đây. Rồi về đi lẹ. Rồi sao? Cô báo công an à. Ê, xài tiền giả không vậy ông nội? Tiền này đâu ra? Nói đi. Tiền này người tốt cho tôi. Rồi đi về trả cho người tốt đi. Rồi ngon luôn. Là sao? Đi lẹ chỗ tôi buôn bán nha. Tôi gọi công an à. Thấy đẹp đẹp mới ngồi đó là nghi rồi. Thôi, mất 100 ngàn thôi, người tốt đi tự nhiên. Mất 100 ngàn rồi, người tốt ai à. Thôi, mở hàng luôn, chưa gì hết trơn luôn, thiệt. Trời ơi, ngon.